Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube và hoa hậu của mình. Trong tháng 10 vừa rồi đã chứng kiến hàng loạt các người đẹp đăng quang để đại diện quốc gia của mình đến với cuộc thi Miss Universe được dự kiến tổ chức vào quý 1 năm 2021 sắp tới. Trong đó đã có hai đại diện đánh giá khá mạnh của khu vực Đông Nam Á nói riêng và của khu vực châu Á nói chung. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau điểm qua xem trong khu vực Đông Nam Á đã có những cô gái nào đăng quang để đại diện quốc gia mình tại cuộc thi Miss Universe 2021 sắp tới nhé. Đầu tiên chắc chắn phải kể đến đó chính là đại diện của Việt Nam chúng ta, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân. Nguyễn Trần Khánh Vân đăng quang Miss Silver Việt Nam 2019 vào ngày 7 tháng 12 năm 2019 tại thành phố Nha Trang. Cô cũng chính là một trong những đại diện của cuộc thi Miss Universe được tìm ra sớm nhất. Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô có chỉ số hình thể khá tốt, chiều cao 1m75, cân nặng 51kg. Cô có số đo 3 vòng là 83, 60 và 90. Thành tích này được nhiều người hâm mộ ủng hộ bởi trước đó cô là một trong những ứng viên nổi bật giữ được phong độ tốt trong suốt quá trình ghi hình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Năm 2018, Khánh Vân tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và giành được giải bạc nên cô cũng đã có nhiều kinh nghiệm sân khấu hơn. Năm 2015, cô cũng đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và dự lại ở top 10 trong cuộc. Hiện tại, cô đang là một gương mặt diễn viên mới triển vọng và cũng hoạt động với vai trò là người mẫu sau đăng quang. Thành tích cao nhất của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại là top 5 Miss Universe 2018 của Hoa hậu Hayatie. Tiếp theo là đại diện của Indonesia, Ayu Maulida. Vào ngày 6 tháng 3 năm 2020, Ayu Maulida đã vượt qua 38 người đẹp khác để đăng quang ngôi vị Puteri Indonesia 2020 là cuộc thi tìm kiếm đại diện của Indonesia đối với cuộc thi Miss Universe. Ayu năm nay 22 tuổi, cô đã tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Erlangga, Indonesia. Cô sở hữu hình thể chuẩn với chiều cao 1m78 và nhan sắc thuần Á Đông nhưng phảng phất nhiều nét hiện đại. Cô là một người mẫu cực kỳ nổi tiếng với trình Trung Quốc biểu luyện và cô cũng đã chiến thắng danh hiệu gương mặt người mẫu châu Á năm 2019 Face of Asia. Chính vì vậy, trong khuôn khổ của cuộc thi, Ayu Maulida đã đạt được nhiều giải thưởng phụ về trình diễn thời trang. Thành tích cao nhất của Indonesia tại cuộc thi Miss Universe là top 10 vào năm 2019 vừa rồi. Đại diện của Thái Lan là cô gái Amanda Oddam. Cô đã đăng quang ngôi vị Miss Silver Thailand 2020 vào ngày 10 tháng 10 vừa rồi tại thủ đô Bangkok. Cô cao 1m70, cân nặng 50kg, số đo 3 vòng 86, 63 và 80. Hiện đây là một diễn viên của Channel 7 HD ở Thái Lan. Amanda học tập tại Thái Lan đến hết lớp 6 rồi sang Canada học trung học và đại học. Cô đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Toronto. Amanda Oddam đã tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan năm 2015 và trực chân ở top 5 chung cuộc. Vào năm 2016, cô tham dự cuộc thi Miss Grand Thái Lan với tư cách là Miss Grand Phuket, tuy nhiên cô đã không thể chạm tay đến vương miện. Cùng năm 2016, cô đại diện Thái Lan tham dự Miss Tourism Metropolitan International năm 2016 và giành được ngôi vị cao nhất. Cô cũng từng đứng vị trí thứ 2 tại cuộc thi Hoa khôi Đại học Toronto. Cô được nhận xét với vẻ đẹp lai ấn tượng, thân hình khỏe khoắn và học vấn cao. Năm ngoái, đại diện của Thái Lan là Bawin Suda Prawin đã vào đến top 5 cuộc thi Miss Universe 2019. Dưới thời quản lý của công ty Endeavor, Thái Lan liên tục lọt vào top 5 hay top 6 cuộc thi Miss Universe. Đại diện của Malaysia tại cuộc thi Miss Universe sắp tới là Francisca Luhong. Francisca đã đăng quang ngôi vị Miss Universe Malaysia vào năm 2020 tại thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 5 tháng 9 vừa rồi. Cô từng lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Malaysia năm 2016 và 2018 và cô cũng đã từng đăng quang ngôi vị Á hậu 2 của Miss Cultural Habit Festival năm 2015. Với chiều cao 1m75, số đo 3 vòng 81, 65 và 90, Francisca hoạt động với vai trò là người mẫu và là giám đốc tiếp thị và quan hệ công chúng. Cô cũng ủng hộ quyền bình đẳng cho phụ nữ và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt ở vùng nông thôn Sarawak, nơi cô sinh ra. Tính đến năm 2019 đã trải qua gần 50 năm tham dự, Malaysia vẫn chưa được gọi tên vào top chung kết cuộc thi Miss Universe. Đại diện của Philippines tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tiếp theo đó chính là Rabia Mantel. Cô đã đăng quang Miss Universe Philippines 2020 vào ngày 25 tháng 10 vừa rồi. Rabia cao 1m70, mang hai dòng máu Philippines và Ấn Độ. Cô đến từ thành phố Iloilo. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc với bằng cử nhân khoa học vật lý trị liệu tại trường cao đẳng bác sĩ Iloilo. Và giám khảo đã đánh giá cao Rabia ở gương mặt lai hoàn hảo, nụ cười tỏa sáng và năng lượng tích cực mà cô đã mang đến trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Trong thập kỷ qua, Philippines đã liên tục đạt được những thành tích cao và trở thành một cường quốc sắc đẹp tại khu vực châu Á. Philippines đã giành được hai vương miện Miss Universe vào năm 2015 và năm 2018 và nhiều thành tích Á hậu khác. Ngoài ra, trong khu vực châu Á Thái Bình Dương và châu Phi, cùng chung bản đảo cũng đã xuất hiện những đại diện xuất sắc khác, trực tiếp tranh xuất vào top 20 cùng với đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân. Vào ngày 29 tháng 10 vừa rồi, ngôi vị Miss Universe Australia năm 2020 đã thuộc về cô gái Maria Matthew. Cô sẽ đại diện nước Úc tại cuộc thi Miss Universe sắp tới. Maria Matthew chỉ cao 1m6, năm nay cô 26 tuổi và mang trong mình hai dòng máu Úc và Ấn Độ. Cô là một chuyên gia làm đẹp, blogger thời trang, đối tác thu hút nhân tài và là người sáng tạo nội dung kỹ thuật số. Cô có bằng cử nhân tâm lý và thạc sĩ quản trị tại Đại học Melbourne. Maria hành động cho sự trao quyền cho phụ nữ, hòa nhập và yêu chính bản thân mình.
Australia đã có 2 lần đăng quang Miss Silver vào năm 1972 và năm 1904. Trong 5 năm trở lại đây, Australia chỉ có 1 lần vào top 5 năm 2015 và vào top 20 năm 2018. Ashley Castellino đã đăng quang ngôi vị Miss Diva năm 2020 vào ngày 22 tháng 2 vừa rồi. Cô sẽ đại diện Ấn Độ tại phiên bản tiếp theo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Ashley cao 1m69, sinh năm 1998. Năm 15 tuổi, cô đã chuyển đến Mumbai và đã bắt đầu hứng thú với công việc làm người mẫu. Hiện tại cô là sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh tại một trường cao đẳng ở Ấn Độ. Cô là người lạc quan, ưa mạo hiểm và thích các thử thách. Cô thích đọc sách, đạp xe, vẽ và tập thể hình. Trong lịch sử, Ấn Độ đã đăng quang cuộc thi Miss Silver 2 lần vào năm 1994 và năm 2000. Trong 5 năm trở lại đây, Ấn Độ liên tục không vào top tại cuộc thi. Chỉ có vào năm 2019 vừa rồi, Ấn Độ may mắn lọt vào top 20. Đại diện của Nam Phi tại cuộc thi Hoa hậu sắp tới là một cô gái đầu trọc, Suduhaiso Musida. Cô đã vượt qua 9 cô gái khác để đăng quang ngôi vị Miss South Africa năm 2020 vào ngày 24 tháng 10 vừa rồi tại thành phố Cape Town, Nam Phi. Người đẹp sinh năm 1996 nổi bật với vẻ ngoài lệch chuẩn của một hoa hậu thông thường. Ngoài mái đầu trọc lóc, cô còn giữ một kỷ lục tại cuộc thi Miss Universe năm nay với vòng ba khủng nhất là 110cm. Số đo vòng 1 và vòng 2 lần lượt là 95 và 66cm. Suduhaiso Musida năm nay 23 tuổi, cô có bằng cử nhân khoa học xã hội về triết học, chính trị, kinh tế tại Đại học Pretoria và cô đang tiếp tục lấy bằng cử nhân danh dự về quan hệ quốc tế tại một trường đại học khác. Nam Phi là quốc gia có thành tích tốt nhất thế giới tại cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ trong 3 năm trở lại đây với 2 vương miện vào năm 2017 và năm 2019 và ngôi vị Á hậu 1 vào năm 2018. Và một đại diện của châu Á cuối cùng mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay đó là đại diện của xứ sở hoa anh đào Nhật Bản. Cô gái mang tên Aisa Hurami đã vượt qua 29 cô gái khác được đăng quang ngôi vị Miss Universe Japan năm 2020 và sẽ đại diện Nhật Bản tại cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ sắp tới. Aisa Hurami sinh năm 1996 và cô mang trong mình hai dòng máu Ghana và Nhật Bản. Nàng hoa hậu gây ấn tượng với làn da nâu quyến rũ, thân hình săn chắc cùng với chiều cao 1m73. Trước khi đăng quang vào năm 2020, cô cũng đã từng tham dự cuộc thi Miss Universe Japan năm 2019 và vào đến top 5 chung cuộc. Trong quá khứ, Nhật Bản đã có 2 lần đăng quang cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ vào năm 1959 và năm 2007. Trên đây mình đã giới thiệu đến các bạn những đại diện của khu vực châu Á Thái Bình Dương và châu Phi sẽ đến với cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ dự kiến tổ chức vào quý 1 năm 2021 sắp tới. Bạn có thể thích những cô gái nào nhất và đâu là top 5 cô gái của khu vực châu Á Thái Bình Dương và châu Phi sẽ được lựa chọn vào top 20 của cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ sắp tới? Chúng ta hãy cùng nhau để lại bình luận ở phía bên dưới cho mình cùng biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Rất mong các bạn sẽ nhấn like và subscribe kênh YouTube của mình để đón chờ những video mới nhất về các cuộc thi sắc đẹp trên toàn thế giới nhé. Xin chào.